Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi offline Gintama The Final ở hai đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau đây, mời các bạn theo dõi một số hoạt động của buổi offline ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 13 tháng 2 năm 2022 do Hội Những Người Phát Cuồng Vì Gintama và Review Cho Vui phối hợp tổ chức. Bạn có coi Conan không? Dạ có. Nên bạn học hỏi sự suy luận của Conan đúng không? Dạ. Mình có
dài, thả nữa đi chạy. Hỏi nữa nữa. Rồi Silver Ball, chấp nhận luôn là Silver Ball rồi, gì nữa? Dài lắm, tên dài lắm. Tên mình chính. Gì nè? Silver Ball. Trời ơi. Anh Kim của chúng ta tên này đủ là gì? Kim Tô Kê. À Kim Tô Kê sẽ là cây Silver Ball. Rồi, nó có tầm thường như vậy. Chịu không? Chịu rồi, anh phải tí. Gì nữa đoán tiếp đi, ảnh có một mình không? Dạ không. Dạ có cái gì? Dạ có dạ cây ra gia tô à. Ờ, có chung lễ vậy. Gọi chung lễ gì? Khó lắm. Vô. Em bắt ông vô. Vô. Rồi. Vậy là Gin Sakata, Gin Toki và cái gì? Và bạn biết cô Nam đã tới tập mấy không? Hiện tại là tầm 100 rồi. Bạn đọc tầm 100 chưa? Dạ chưa. Đó bởi vậy đoán câu đúng không? Nhưng mà thôi, mình sẽ tặng quà cho bạn. Tại vì bạn câu này nó cũng khó. Silver Ball, Sakata Kintoki và những người bạn. Hai câu tả Sakata Kintoki trích lời Shinpachi, bản dịch nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng mà dài quá xin lỗi. Cũng được, nhưng mà phải đúng 80% nha. Nó lớn quá bạn, nó luôn mất. Chịu không? Đáp án là thôi bây giờ cho khán giả chịu không nè. Đáp án nha. Hãy bạn nghe mấy bạn nghe câu đáp án của bạn hết chưa? Còn đáp án của tụi mình nha. Hắn là một kẻ quá hoang dại so với một samurai. Đồng thời lại quá đường hoàng so với một tên du côn chợ búa. Bạn có thấy giống không? Bạn đó nói là bạn đó không nhớ, bạn đó nói gì nữa. Nhưng mà đại ý thì đã giống rồi. Ban cố vấn đồng ý tặng quà cho bạn. Không đánh rơi nhịp nào hết. Bây giờ bắt đầu câu 6 nha. Kể tên những học sinh ưu tú nhất của thầy Yoshida Soyo. Nhớ là có Kintoki, rồi Kagura, Katsura, rồi Kuro, Nobume, với Takashi. Chia buồn với mọi người là chủ nhân của món quà tiếp theo đã có rồi. Câu số 7. Tuyệt kỹ Kagura học được sau 2 năm rời trái đất. Và tên người đã dạy nó cho Kagura. Dạ là em nhớ là một cái kỹ năng là có thể là phá trẻ lại hoặc là phá giờ đi. Và người dạy là trong thằng của bạn hãy nói với lại tất cả những con người ở đây là bạn không hề quen với ban tổ chức đi. Bạn có quen với ban tổ chức không? Đáp án của chúng ta là biến đổi cơ thể tùy ý để thích nghi với môi trường sống. Người dạy là anh trai Canary. Đáp án của bạn có thể chấp nhận được. Rồi bạn không có quen với ban tổ chức nha. Rồi mời bạn nhận phần thứ hai. Địa điểm diễn ra trận chiến cuối cùng. Mời bạn, mời bạn. Cái giọng đi mọi người, giọng bạn có đoán sai. Dạ, là Ero. Mời bạn về chỗ. Có ai có đáp án khác không? Thương bạn lắm đó nha, mời bạn. Lần thứ 3 rồi nha. Ừ. Địa điểm này phía cuối cùng là ở trên tháp lịch sử ngay vị trí gần tháp lịch sử ở Edo. Một đáp án rất dài. Thành viên ban cố vấn. Đáp án là trạm phi thuyền.
nhưng mà chấp nhận được. Xin mời bạn vỗ tay khích lệ bạn đó đi, quá tâm quá bụng. Tên của vị thủ tướng đầu tiên của nước Nhật trong thế giới Liên Xô Ma. Và thú vui của ngài. Các phụ nữ đã có chồng. Nhìn phản ứng của bạn đó là biết đáp án rồi đó. Rồi, mời bạn nhận quà. Câu 10. Tên gọi tổ chức phản diện trong final movie lần này và biểu tượng của nó. Tân giáo một ngày là đạo tinh mang, biểu tượng là con phượng hoàng lửa, biểu tượng cho sự bất tử. Lực mà cũng không đúng lắm. Tinh mang sáu. Nhưng mà không phải phượng hoàng gì. Phượng hoàng gì? Phượng hoàng gì? Anh giảm chút thôi. Phượng hoàng thái sinh. Nhưng mà vẫn tặng quà cho bạn. Cho một tóm tắt trong vòng 30 chữ hành trình con đường kết hôn và hủy hôn với công chúa Bông Bông thành thứ tiếng ở hành tinh Thủy Đồ. Như quá rồi đó, quá ba mươi chữ thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi bây giờ mình như vậy nha, hồi nãy các bạn nào muốn trả lời câu hỏi này lên đây hết. Trả lời bạn nào trả lời hay nhất nhất, bạn đó sẽ được quà. Ok, bạn nào nãy giơ tay lên đây nè. Các bạn bình tĩnh. Mình ghi nhận sự can đảm của bạn nữ này. Nhưng đáp án của mình nó nhiều hơn, nó phong phú hơn so với khu hù. Cho nên bạn đợi nha. Mời bạn. Bạn phải cứ đợi đi, biết đâu. Nhiều cơ hội không anh, nhưng biết đâu. Rồi bạn đến đây. Yeah, you feel it.
và những các bạn còn lại không được nhắc một chữ nào hết. Cái này là của nhà sản xuất Kim Đồng được đăng trên trang của mình luôn, nên là em Phương là có bộ sách phản dịch này. Video đến đây là hết rồi. Mời các bạn cùng xem lại một số hình ảnh ở đầu cầu Hồ Chí Minh và Hà Nội nha. Bye bye!